hé lộ nhiều thông tin từ lời khai của các nghi phạm tấn công tại Moscow. Lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ tổng cộng 11 nghi phạm sau vụ tấn công khủng bố tối 22 tháng 3 tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moscow. Bước đầu, các nghi phạm đã khai một phần động cơ và thông tin khác liên quan đến vụ xả súng. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, những kẻ bị bắt giữ, bao gồm 4 nghi phạm, trực tiếp gây ra vụ thảm sát khiến 133 người người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. FSB đánh giá cuộc tấn công đã được lên kế hoạch và bố trí kỹ lưỡng để tối đa hóa thương vong. Cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành. FSB cho biết, bốn nghi phạm chính bị bắt giữ ngày 23 tháng 3 tại vùng Bryansk của Nga, giáp biên giới Ukraine. Hãng 78 dù đưa tin nghi phạm di chuyển trên chiếc ô tô Renault Symbol Clio màu trắng mà chúng dùng để chạy trốn khỏi hiện trường. Sau một cuộc rượt đuổi bởi cảnh sát Nga, các nghi phạm đã bỏ xe. Một trong số chúng bị bắt ngay tại chỗ, trong khi ba kẻ còn lại tìm cách trốn trong rừng, dẫn đến cuộc truy lùng quy mô lớn. Sau đó, một số video ghi lại cảnh giam giữ và thẩm vấn nghi phạm đã xuất hiện trên mạng. Hai trong số các video do tổng biên tập kênh RT Margarita Simonian đăng tải. Một video khác do nhà báo Alexander Kotz công bố. Kênh Mass Telegram, đưa tin một nghi phạm đã bị thương trong cuộc đối đầu với cảnh sát Nga và phải nhập viện. Các quan chức Nga chưa bình luận về thông tin truyền thông đưa về một trong những nghi phạm phải nhập viện. Ngày 23 tháng 3, FSB tuyên bố có tổng cộng 11 người đã bị giam giữ, trong đó có 4 kẻ bị cáo buộc trực tiếp tấn công. Theo truyền thông Nga, 7 vụ bắt giữ còn lại diễn ra ở Moskva và khu vực Moskva. Danh tính Nga chưa công bố bất kỳ dữ liệu nào về tên hoặc quốc tịch của 11 nghi phạm. Bộ Nội vụ Nga chỉ xác nhận rằng không có nghi phạm quốc tịch Nga. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Irina Vod nêu rõ cục di cư của Bộ Nội vụ cùng với các đồng nghiệp FSB của chúng tôi đang nghiên cứu cẩn thận lý do lưu trú và thời gian lưu trú trên lãnh thổ Nga đối với từng nghi phạm. Đoạn video thẩm vấn những kẻ tình nghi là thủ phạm cho thấy một trong số chúng nói tiếng Nga không chuẩn và một trường hợp khác trao đổi với cảnh sát thông qua người phiên dịch. Một trong những nghi phạm khai rằng hắn đã đến Thổ Nhĩ Kỳ và mới đến Nga vào đầu tháng 3. Vũ khí. Các video ủy ban điều tra Nga quay tại hiện trường cho thấy những kẻ tấn công dường như được trang súng trường tấn công, có khả năng là súng AK và gần chục băng đạn vẫn chưa đầy đạn. Hãng Lenta của Nga cũng đưa tin một khẩu súng Sun Saiga cũng đã được tìm thấy tại hiện trường. Theo truyền thông Nga, một khẩu súng ngắn Makarov và một băng đạn nữa cũng được phát hiện trong xe của các nghi phạm khi chúng bị bắt ở vùng Bryansk. Một trong những nghi phạm đã khai khi thẩm vấn rằng những người phụ trách không quen biết và chỉ liên hệ qua Telegram đã chuẩn bị cho chúng một kho vũ khí. Chiếc xe mà nghi phạm sử dụng trong vụ tấn công cũng được cho là đã mua từ một trong những người thân của nghi phạm ngay trước khi xảy ra vụ khủng bố. Động cơ Một trong những nghi phạm khai rằng Hắn phạm tội vì tiền. Hãng TAS đưa tin nghi phạm thú nhận được hứa nhận 500.000 vụ 5.418.8B và một nửa số tiền này đã được chuyển vào thẻ ghi nợ của hắn trước vụ tấn công. Nghi phạm còn khai đã nghe bài giảng của một nhà thuyết giáo trên Telegram một thời gian trước khi bị những kẻ chủ mưu của vụ tấn công tiếp cận vào khoảng một tháng trước. Khi bị hỏi thêm về hành vi tại nhà hát Crocus City Hall tối 22 tháng 3, nghi phạm nói hắn, bắn hạ người và được giao nhiệm vụ giết người. Một số phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin rằng nhóm nhà nước Hồi giáo Khorasan ISISK nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này còn công bố bức ảnh của bốn nghi phạm tạo dáng trên phông nền là lá cờ AS. Bức ảnh được một số phương tiện truyền thông chia sẻ cho thấy bốn người đàn ông đội mũ và che mặt. Trước đó, Isiska nhận thực hiện vụ xả súng và đăng tuyên bố trên tài khoản Telegram các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã tấn công một cuộc tụ tập lớn của những người theo đạo cơ đốc ở thành phố Krasnogorsk ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga, sát hại và làm bị thương hàng trăm người, đồng thời gây ra tàn phá lớn cho nơi này trước khi rút lui về căn cứ an toàn. Moscow chưa bình luận về tuyên bố của ISIS kể. Tổng thống Ukraine lên tiếng về vụ tấn công khủng bố ở Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích người đồng cấp nga Vladimir Putin sau vụ tấn công khủng bố khiến ít nhất một ba người thiệt mạng ở Moscow. Những gì xảy ra hôm qua ở Moscow rõ ràng là cách mà tổng thống nga Vladimir Putin và một số người đang cố gắng đổ lỗi cho những người khác. Họ luôn có những công thức giống nhau. Chuyện này từng xảy ra trước đây. đã có những vụ đánh bom vào các ngôi nhà, các vụ xả súng và các vụ nổ. Và họ luôn đổ lỗi cho người khác. Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 23 tháng 3, sau khi Tổng thống Putin tuyên bố rằng cả bốn nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ tấn công khủng bố ở Moscow đã bị bắt giữ khi cố gắng chạy trốn sang Ukraine. Ông Putin, thay vì giải quyết chính công dân Nga, lại im lặng suốt một ngày và nghĩ cách chuyển hướng câu chuyện sang Ukraine. Những điều này hoàn toàn có thể đoán trước được, ông Zelensky nói thêm. Trước đó, vào tối 22 tháng 3, một nhóm người có vũ trang đã xông vào hội trường nhà hát ở Crocus City, ở khu vực Moscow, và bắt đầu đầu tấn công những người có mặt trong khán phòng ngay trước khi chương trình âm nhạc diễn ra. Theo Sputnik, số người thiệt mạng vì vụ tấn công đã tăng lên ít nhất 143 người và 117 nạn nhân khác đang được điều trị trong bệnh viện. Chính quyền Nga cảnh báo con số thương vong còn có thể gia tăng trong những giờ kế tiếp, Tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm gọi vụ tấn công khủng bố tại Nga là cuộc tấn công tàn bạo nhất trong những năm gần đây và đăng ảnh những kẻ khủng bố. IS không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của lực lượng này. Tuy nhiên, giới chức tình báo Mỹ nói với các hãng truyền thông rằng không có lý do gì để nghi ngờ về tuyên bố của IS. Nga đã bắt tổng cộng 11 nghi phạm Bộ Nội vụ Nga cho biết toàn bộ nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ tấn công khủng bố là người nước ngoài, nhưng không nêu rõ người nước nào. Tổng thống Putin thông báo, cả bốn nghi phạm tham gia trực tiếp vào vụ tấn công đã bị bắt giữ khi cố gắng chạy trốn sang Ukraine. Trong khi đó, cơ quan an ninh Nga nói rằng những nghi phạm khủng bố tấn công nhà hát Crocus City đã lên kế hoạch chạy trốn sang Ukraine. FSB xác nhận bốn nghi phạm đã bị bắt ở vùng Bryansk, gần biên giới Nga-Ukraine và được chuyển đến Moscow. Theo phía Nga, các nghi phạm của vụ tấn công dường như có liên hệ với các đối tượng trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Andriy Yusov đã bác bỏ thông tin do Nga cung cấp, tuyên bố điều này hoàn toàn không đúng sự thật. Ông khẳng định Ukraine không liên quan tới vụ tấn công tại Nga. Theo ông Yusov, khu vực biên giới giữa hai nước bị giải mìn và Nga tiến hành các hoạt động trinh thám dọc khu vực, bao gồm cả trên không. Ngoài ra, các khu vực như Belgorod và Kursk của Nga đang ghi nhận các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang thân Ukraine nên mức báo động an ninh luôn ở mức cao. Vì vậy, ông Yusof cho rằng các nghi phạm sẽ không thể chọn phương án chạy sang Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tại Nga và nói thêm rằng IS... Yes, nhóm đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công là kẻ thù khủng bố chung cần phải bị đánh bại ở mọi nơi